Chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng với Space Talk, chương trình chia sẻ về học IELTS, ngôn ngữ và tư duy. Mình là Thảo. Còn mình là Tom, hay còn là Tom. Chào các bạn mình đã quay trở lại đây. Vâng, và sau rất là nhiều tập Space Coffee Chat với lại các giáo viên của Space thì cuối cùng mình cũng đã dụ dỗ lại được anh Thông để ngồi đây làm Space Talk với mọi người nè. Được rồi, thì mình vẫn đang muốn coi nhiều Space Coffee Chat nhiều hơn thì mình không phải nói cho các bạn. sẽ coi nhiều tập Space Coffee Chat nữa. Coming soon. Nhưng mà tại vì anh Thông dạo này có được mời làm khách mời của rất là nhiều chương trình thiện xò nên là mình cũng muốn bắt cóc anh Thông về để chia sẻ cùng với mọi người một chút. Bật mí một chút với mọi người là người thầy giỏi giang của tụi mình vừa được mời làm khách mời cho rất nhiều cái chương trình xịn sò ở trong nước và cả ngoài nước luôn. Ngoài cái chương trình International Visitor Leadership Program của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thì người thầy ngồi kế bên mình đây còn được mời làm diễn giả cho một chương trình, một cái khóa học mùa hè của VGN Station được sự bảo trợ của Irish Aid của chính phủ Ireland luôn, đúng không anh? Ok, thực ra VGN Station là năm thứ 2 các bạn tổ chức rồi. Đây là một chương trình, một sáng kiến cho các bạn thanh niên, người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì mình biết nhân vật đây, ok. Bạn Hậu là người đã ngỏ lời cũng như là người đã sáng lập chương trình và mời các giáo viên và các diễn giả đến từ các lĩnh vực khác nhau để cùng chia sẻ để làm thế nào để có những kiến thức và kỹ năng cho các bạn trẻ, đặc biệt trong thời đại mới. Dạ, và em được biết là chủ đề mà anh được mời để chia sẻ là về critical thinking, đúng không? Cũng một cái duyên đó, tại vì năm ngoái mình đến với Vision Station thì mình nói chuyện về kỹ năng tự học hoặc là self-study. Còn năm nay thì mình nói chuyện về critical thinking. Và thầy Thông cũng đã viết một bài chia sẻ rất là thú vị ở trên fanpage của Space. Em biết là cái bài viết đó sẽ không đủ truyền tải hết tất cả nội dung hay ho trong cái buổi học của VGen, nên là hôm nay em muốn bắt anh về đây để chia sẻ thêm với mọi người. Thật ra mình còn muốn phát triển thành một kiểu như là một cái short course, một cái học ngắn hạn dành cho các bạn tìm hiểu về critical thinking nữa kìa. Nhưng mà nhờ hôm nay thì cô Thảo ngỏ lời trước về chuyện đó là một cái talk, một cái câu chuyện trao đổi về Space Talk về chủ đề này, thì mình cũng nghĩ đây cũng là một cơ hội để mình trao đổi và chia sẻ cùng với các bạn. Và thực ra thì mình cũng là người học, as a learner, thì mình hy vọng là những chia sẻ này giúp chúng ta cùng hiểu thông một chút xíu về khái niệm về critical thinking, cũng như là có một chút xíu định hướng hoặc là một chút xíu tò mò để đặt câu hỏi xem là tôi sẽ tìm hiểu nó bằng cách nào và tôi sẽ thực hành critical thinking như thế nào trong đời sống hàng ngày, cũng như được học tập của các bạn. Ok, nhưng mà trước hết em nghĩ là tụi mình nên có một cái định nghĩa chung nhất về critical thinking, tại vì sẽ có rất nhiều cách phân tích, có nhiều cách dịch ra tiếng Việt nữa, như là tư duy phản biện, phản tư, mà em không nghĩ là nó bao hàm được hết tất cả các ý nghĩa của critical thinking. Thì cũng đúng, thực ra thì nói về việc dịch thì dịch tức là phản mà. Thì khi mình dịch một cái gì đó ra thì nó sẽ không còn giữ được cái ý nghĩa nội hàm như là ngôn ngữ gốc của nó nói nữa. Tại vì thực ra là sẽ có rất nhiều đơn vị hoặc các trường đại học hoặc là các khóa học nói về chuyện là tư duy phản biện. Với cách dùng cụm từ tư duy phản biện để dịch cho cụm từ khái niệm critical thinking trong tiếng Anh. Thực ra thì mình thấy có một sự gần giống về mặt ý nghĩa nhưng nó không hoàn toàn trùng lắp giữa hai đối tượng này. Thì mình thì vẫn sẽ sử dụng chữ là critical thinking dưới góc nhìn là tư duy phản biện, nhưng mà mình sẽ chú thích rõ hơn kiểu phản biện này hiểu là gì. Bây giờ ví dụ như Thảo nghe đến chữ phản biện thì Thảo thường nghĩ đến là gì? Thường khi mà nghe phản biện nó, em sẽ nghĩ đến argument nhiều hơn, nghĩa là mình phản bác lại ý kiến của một ai đó. Tại sao nó lại có chữ argument trong đó? Tại vì đang có hai đối tượng và đang có sự khác biệt về mặt về cái góc nhìn và về ý kiến. Khi như là giả định đầu tiên của mình khi đưa ra cái khái niệm là tư duy phản biện, nghĩa là mình sẽ phản biện là một ý kiến nào có trước. Nghĩa là đang đặt hai ý nhìn, hai góc nhìn hoặc là hai ý kiến này vào một tâm thế là hai thứ ngược nhau và khác biệt với nhau. Thực ra thì lúc này thì mình đang hình dung phản biện là một động tác hoặc là một hành vi để mình lật ngược lại hoặc mình nhìn lại một khái niệm nào đó tiếp xúc với mình. Còn đối với bản thân của Tom, đối với bản thân của Tom khi nói về chữ là tư duy phản biện của critical thinking á, thì mình dưới góc độ một cái process of thinking, quá trình mình tư duy, là quá trình mà mình sẽ tiếp nhận, xử lý và đánh giá thông tin đến từ bên ngoài như thế nào, và mình sẽ go with the flow, mình go with the thinking, mình đi cùng với cái tư duy đó như thế nào. Chứ nó không phải đơn thuần chỉ là một thao tác mình tạm gọi là bẻ hoặc là giật ngưu hoặc là chỉ trích hoặc là mình hoặc là phê bình là một ý kiến nào đó, mà nó sẽ là quá trình mình tiếp thu xử lý một cách phản biện như thế nào. Thì mình có thể gọi tóm tắt như sau, đó là tư duy phản biện là một quá trình tư duy trong đó người ta sẽ tiếp nhận, đánh giá, phân tích, tổng hợp và đưa ra kiến giải của mình một cách logic, có căn cứ và hợp lý để mình có thể xác tính xem là một thứ là đáng tin hay không đáng tin. Nói cách khác thì tư duy phản biện nó là một quá trình chứ nó không phải là một hành vi, là xin lỗi, nó không phải là một hoạt động ngay lập tức. Mà cái quá trình đó sẽ giúp cho một người khi thực hành nó sẽ ngày càng trở nên độc lập trong tư duy của mình. Và thực ra là nếu mà nhìn qua cái khái niệm của nó bằng tiếng Anh thì em thấy là nó sẽ bao gồm nhiều cái skill, nhiều cái kỹ năng nhỏ hơn, đúng không? Chứ không chỉ đơn giản là một cái
hành vi hoặc là một cái phản ứng như hồi nãy anh Thông nói? Thực ra thì như bất kỳ một cuộc thảo luận nào thì trước khi nói thì mình sẽ phải có một cái definition, một cái định nghĩa cụ thể về nó. Nếu như mà các bạn tra từ Oxford hoặc Cambridge thì mình sẽ hình dung chắc là học tiếng Anh mình sẽ hình dung đó hả? Thường người ta sẽ đề cập cái chữ critical thinking, đó là a process of analyzing information, một quá trình mình đánh giá một thông tin, một phân tích một thông tin nào đó để xem là in order to identify whether you should believe or not believe in something, để xác định xem là mình có nên tin hay không tin một cái gì hay không. Thì nó đơn thuần sẽ là việc đánh giá thông tin để đưa ra quyết định là tôi tin hay tôi không tin một vấn đề gì đó, hoặc để ra quyết định là cái chuyện đó là đúng hay sai. Thì nó sẽ chỉ thiên về chuyện là mình analyze information, mình xử lý thông tin và mình đưa ra một kết luận, give a judgment về thông tin đó. Chứ nó sẽ không bao hàm hết luôn định nghĩa rộng của tư duy phản biện, là quá trình mình tư duy như nó, quá trình mình tạo ra sản phẩm sau đó của quá trình tư duy đó nữa. Thực ra cái chữ critical thinking thì về nguồn gốc của nó cũng sẽ có rất nhiều tranh cãi. Giả dụ như thường mà các giáo trình hoặc là các khóa học nói về critical thinking, tư duy phản biện, thường truy nguồn lại nguồn gốc của khái niệm tư duy phản biện này từ rất xưa, từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại với một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Socrates. Và học trò của ông là Platon, trong đó hai người thực hành tư duy phản biện và được ghi chép lại bằng những đoạn ghi chép đối thoại đầu tiên của Platon với người thầy của mình. Socrates, người lỗi cha đẻ của triết học Hy Lạp cổ đại, thì cũng là người để lại cho hậu thế chúng ta bây giờ một phương pháp gọi là Socratic Questions, là cách đặt câu hỏi của Socrates. Không biết cô Thảo có bao giờ nghe chuyện này chưa? Em bị anh hỏi. Tinh thần cũng như thế nào? Em bị anh hỏi. em có biết được. Thực ra là một phần lớn là do quá trình làm việc ở Space luôn đó. Mọi người thường anh Thông sẽ có một cái định hướng rất là khác mỗi lần mà muốn giao tiếp hay trao đổi một cái vấn đề học thuật gì đó với tụi mình, là anh Thông sẽ luôn đặt câu hỏi để tụi mình tìm câu trả lời thay vì đưa cho tụi mình đáp án ngay lập tức. Nên là em nghĩ cũng là một phần để giúp em rèn luyện thêm. Đó là cũng là một trong bốn vòng tròn về những cái niềm tin, những giá trị mà SP theo đuổi á. Như là bên trong nó sẽ là critical thinking, luôn luôn sẽ là phải đặt câu hỏi từ bản chất. Hoặc là mình không biết gì hết thì mình sẽ phải đặt câu hỏi để mình tìm kiếm ra cái tri thức như thế nào. Thì thực ra quay ngược trở lại Socratic question là phương pháp mà do Socrates đặt ra, tôi không phải ông đặt ra nữa, mà ông thực hành chuyện đó, và những người về sau ghi chép đó là cách đầu tiên người ta đã làm để tìm đến chân lý, tìm đến sự thật. Thì học trò Socrates thì rất nhiều và ông ta không bao giờ giảng cả. Socrates sẽ nói như chuyện vui ngày xưa khi mình học ở đại học và mình có một người thầy của mình là cô Đào Minh Hồng á, thì cô kể trong sách Văn Minh rằng là cứ trong những khu vườn hoặc là những cái quảng trường của Hy Lạp cổ đại đó, là khi mà Socrates và học trò của ông ta đi vòng và trao đổi vì sao bầu trời lại có màu xanh, dĩ nhiên không nói như câu đó hả. Nhưng mà Socrates sẽ đặt câu hỏi và học trò sẽ trả lời, hoặc là học trò sẽ hỏi là Socrates không trả lời đâu mà thay câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác để khiến cho người học trò phải cùng động não và tư duy cùng với người thầy để walk through, để cùng đi trên cái đường tìm kiếm đó. Có một giai thoại khác nói về cái chết của Socrates, đó là khi mà vì ông ta đặt câu hỏi quá nhiều và dẫn đến đó là bản thân người dân của cái thành Athens lúc thời bấy giờ họ nghi ngờ luôn sự tồn tại của chính phủ và thể chế thời điểm đó. Cho nên là đối với thể chế lúc đó thì họ coi Socrates là kẻ thù của nền dân chủ Athens. Và như vậy ông đã được bỏ phiếu vỏ sò để được tử hình để kiểu là được nhân một chiến thuật độc để chết. Và thực ra trong hội họa có một bức tranh rất nổi tiếng nói về cái chết của Socrates, về cái ông viết từ thiên hạ như thế nào. Còn thực ra thì Socrates không có viết sách đâu, mà chỉ có Platon học trò của ông là người đã ghi chép lại những câu chuyện của mình mà người thầy cũng không biết gì thì không nha, mà trong tiếng tưởng tượng của Platon. Nhưng mà nhờ đọc những trích tác đó thì ta biết được là có một câu chuyện, có một sự đối thoại như vậy, và bắt nguồn từ Socrates để biết về phương pháp Socrates. Rồi sau đó đến học trò của Platon lại tiếp tục đặt câu hỏi cho Platon, người đó là ai, này là Aristotle. Là nhân vật thứ ba trong bộ ba những nhà triết học hàng đầu của Hy Lạp thời kỳ cổ đại, người đặt nền tảng cho triết học của ngành Hy Lạp. Triết học của Hy Lạp thời kỳ cổ đại, và Aristotle cũng là người đầu tiên được gọi là cha đẻ của các ngành khoa học, tại vì ông ta đã phân loại, sắp xếp và đưa ra cái định nghĩa chi tiết về từng nhóm ngành khoa học cụ thể ngày xưa nó như thế nào, về tự nhiên và về vạn vật. Cũng chính Aristotle là người đã đưa ra khái niệm về logos, ethos và pathos, mà sau này chúng ta gọi đó là logos, điển hình sau này mình gọi là logic á, đó là áp dụng những quy tắc về mặt luận lý, về mặt lập luận. Ông ta cũng nói về chuyện pathos, đó là những cái liên quan đến mặt cảm xúc, feelings, và ethos đó là nói về mặt đạo đức hoặc là luân lý. Vì ba thứ này kết hợp lại nó sẽ tạo thành là khả năng thuyết phục của một người nói với một vấn đề nào đó, và nó kết hợp thành rhetoric, và chúng ta còn gọi là thuật hùng biện đó. Dĩ nhiên là ngày xưa cái này 2.000 năm thôi, bây giờ thì rhetoric đã rất khác rồi. Nhưng mà cũng vẫn sẽ dựa trên những cái nền tảng, em thấy cũng dựa rất nhiều trên những cái nền tảng đó. Thì nếu mà quay ngược trở lại khái niệm về critical thinking thì sẽ có rất nhiều truy ngược lại về thời kỳ đó. Nhưng mà sau rồi thì thực ra đến thời điểm nào người ta thấy cái chữ critical thinking được sử dụng như nghĩa hiện đại thì cũng hơi khó và rất nhiều tranh luận. Thì có một cái học thuyết khác thì cho ta cho rằng là critical thinking thì ở Hoa Kỳ, đặc biệt là thời điểm biết nhân vật nào không?
nếu mà nhắc đến một trong những nhà giáo dục học hàng đầu của Hoa Kỳ ở thế kỷ thứ 20, nhân vật này là một tranh cãi rất nhiều về phương pháp giáo dục của ông. Người đã nói về chuyện thế nào là phương tiện, tức là mục đích của giáo dục. Giống như câu hỏi đó các bạn. John Dewey đúng không anh? Richard đúng rồi. Hình như mình có một cái đợt yêu cầu giáo viên phải ngồi đọc đúng không? Rồi bắt đầu John Dewey. Đúng rồi, John Dewey là người đã nói rất nhiều về chuyện đó là How We Think. Cái một tác phẩm viết năm 1933. Tác phẩm How We Think, chúng ta tư duy như thế nào. Thực ra nhà xuất bản Tri Thức có dịch cuốn này ra. Có điều là văn dịch thì nó sẽ hơi khó đọc một chút xíu. Thì khuyến khích nếu các bạn muốn đọc thì các bạn đọc bằng tiếng Anh. Thực ra tiếng Anh viết trong cuốn này cũng tương đối dễ hiểu, nó cũng có một vài thuật ngữ, nhưng mà cách viết của John Dewey sẽ khiến các bạn dễ tiếp thu hơn là các bạn phải đọc qua thêm một thứ tiếng nữa, mặc dù có sự lost in translation thường, tại vì em làm dịch mà nên nó rất khó để truyền tải được toàn bộ ngôn ngữ và chính xác không để cái góc nhìn của mình vào cái bản dịch đó nữa. Vì sao mình lại nhắc đến John Dewey? Tại vì John Dewey vào năm 1933 cũng trong tác phẩm đó ông đưa ra một khái niệm, đó là reflective thinking. Hồi nãy Thảo có nói về cái chuyện là bây giờ dịch creative thinking, xin lỗi, critical thinking là phản tư. Cái chữ phản tư đó mình nghĩ chắc là tư duy phản tỉnh, tư duy phản tư đó, nó sẽ đến từ khái niệm reflective thinking của John Dewey nhiều hơn. Ông có một phát biểu rất nổi tiếng, đó là chúng ta không có learn from experience, mà chúng ta learn from reflecting it. Và chúng ta không học từ kinh nghiệm, mà chúng ta học từ cách chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại những trải nghiệm của mình đã qua. Nghĩa là từ kinh nghiệm đó, bạn trải qua một thứ gì đó mà bạn không nhìn nhận lại nó và bạn không suy nghĩ về trải nghiệm đó thì thực ra bạn không học được gì đâu, bạn chỉ vơ vấp thêm thôi. Mà việc learning, việc học đó nó chỉ bắt đầu khi bạn nhìn nhận lại bất kỳ một trải nghiệm nào trải qua, và từ đó bạn suy nghĩ tiếp về sắp tới của mình. Thì nó sẽ đến với cái chuyện là reflective thinking, mà sau này rất nhiều nhà giáo dục Hoa Kỳ hoặc là nghe thậm chí các chương trình giáo dục từ K1 đến K12 của Hoa Kỳ cũng lấy một phần trong học thuyết của ông để làm nền tảng xây dựng về những bộ như là thế nào là giáo dục, thế nào là phương tiện, rồi thế nào là mục tiêu của việc giáo dục, hoặc là làm thế nào để có thể giúp cho một đứa trẻ hình thành nên được cái gọi là tư duy độc lập trong việc đó. Và lâu dần thì người ta sẽ bắt đầu sử dụng chữ reflective thinking này, rồi dần dần người ta sẽ thấy nó bằng chữ critical thinking với cùng một hàm nghĩa như vậy, nhưng với tên gọi hơi khác. Rồi cho đến khoảng tầm gần đây hơn, khoảng năm 60 thì lại có một trường phái khác. Tại đó không phải là trường phái, đó là một nhân vật khác xuất hiện. Nhân vật này thì không nói gì về critical thinking hết rồi. Nhưng ông ta đưa ra một hệ thống phân loại về những thứ mà của một người học có thể tiếp thu được, có thể tri nhận được. Ông ta chia nó làm 6 khu vực về mặt nhận thức, về mặt hiểu, về mặt thái độ, về mặt hành vi, về mặt áp dụng, về mặt phân tích, về mặt đánh giá, về mặt sáng tạo. Nghe quen không? Chính xác. Thực ra cái tháp này nè, cái tháp này thì nó cũng sẽ hơi nhầm lẫn tí xíu, tại vì năm 1956 khi McLuhan đưa ra cái tháp này thì nó không phải mang tính chất là cái thấp hơn và cái cao hơn đâu. Không đồng nghĩa với là cái bậc thấp ở dưới là nó thấp hơn số bậc treo ở trên về mặt tư duy đâu. Mà nó là chỉ là 6 cái vùng khác nhau, hoặc là 6 cái nhóm về tư duy và kiến thức và khả năng nhận thức khác nhau của một người học. Chứ nó không hẳn là knowledge thì thấp hơn là application. Nhưng mà cái bảng này ngày nay chúng ta thấy rất là nhiều cái bảng hình kim tự tháp rất là nhiều á, mà bắt đầu từng level mà các thầy cô khi áp dụng vào hay làm cho phần làm bài giảng nói về Bloom Taxonomy thì đó là bảng đã được cải đổi, đã được thay thế vào năm 2001 rồi. Lúc đó thì nó không gọi là các miền kiến thức nữa, mà nó sẽ gọi là các động từ để mô tả về từng cấp bậc trong việc tư duy và nhận thức của đứa trẻ. Từ vì đó là understand, remember, understand, apply, vân vân. Lúc đó thì nó sẽ có mật chính xác. Nhưng mà nó khác với ý tưởng ban đầu của Bloom. Thì cái thằng thứ hai năm 2001 đã áp dụng nhiều hơn cho việc teaching và assessment, là giảng dạy, học tập và đánh giá. Thì cũng có một số người cho rằng, ví dụ chị Mỹ Phi Vân chẳng hạn. Cô Mỹ Phi Vân là một người sử dụng khái niệm này. Thì ra cô không nói là Bloom Taxonomy, nhưng mà cô nói đó là 6 bước. Khi mình tiếp nhận thông tin thì khi mình xem một chương trình của cô nói về critical thinking, mình thấy ok. Thì cũng là một cách để lý giải cái chữ tư duy phản biện, có nghĩa là tư duy phản biện là quá trình bạn tiếp nhận thông tin đến khi bạn ra quyết định. Thì từ thời điểm bạn tiếp nhận thông tin ra quyết định, bạn sẽ phải đến đầu tiên là bạn phải hiểu nó, bạn phải nhớ nó, bạn phải áp dụng được nó, bạn phân tích nó, bạn tổng hợp nó, bạn tạo ra cái quyết định của mình dựa trên thông tin đó. Thì nó cũng sẽ là 6 bước. Hoặc cũng gần giống như Bloom thì mình có một cái tổ chức này cũng hơi dài dòng ha. Đó là US Council of The US National Council of Critical Thinking. Cũng đưa ra một cái thuật ngữ định nghĩa về Critical Thinking là một cái quá trình tư duy có quy tắc nhằm gọi tên một sự vật hiện tượng, mình gọi contextualize, mình gọi tên được nó, mình khái niệm hóa được nó, mình phân tích được nó, mình analyze được nó, mình tổng hợp được nó, mình synthesize được nó đối với tất cả những information, những thông tin được thu thập từ việc quan sát, việc trải nghiệm,
việc trải qua một vấn đề gì đó, hoặc là trong quá trình mình tư duy theo một cách logic để đưa ra một quan điểm sau cùng. Nhưng mà nó tổng hợp rất 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 nhiều thứ. Vậy thì khi nói về cái thinking thì mình sẽ chốt lại bằng cái gì để cho nó dễ hiểu nhất? Bản thân việc nhìn dung xem là có bao nhiêu definition khác nhau, mỗi definition này trùng lắp như thế nào và tôi nên chọn cái nào, thì nó cũng đang là một quá trình tư duy. Đúng rồi. Nó cũng đang là một quá trình critical thinking thôi. Bạn sẽ lựa chọn cái nào, như thế nào, vì sao, bản chất của nó là gì. Còn đối với mình thì sẽ hiểu đơn giản hoặc là đơn giản hơn, mình hỏi một cách cơ bản hơn, đó là critical thinking là một quá trình xuất phát từ chuyện là bạn bắt đầu từ việc bạn tiếp thu thông tin đó, và kết thúc của nó sẽ là quá trình mà bạn phải xử lý nó và đưa ra một cái luận điểm hoặc một cái nhận định của mình về cái thông tin đó một cách hợp logic, hợp quy tắc và có dẫn chứng. Ok. Rồi. Như vậy thì theo anh, cái ngoài cái việc là dùng critical thinking để đưa ra quyết định hay là đưa ra nhận xét hay là quan điểm của mình, thì trong cái thời đại hiện nay đi ha, thì critical thinking sẽ nên được ứng dụng như thế nào? Có phải lúc nào mình cũng sẽ cần critical thinking hay không? Thì quay ngược trở lại đó là tôi cần làm gì với cái thông tin tôi nhận được đó. Giả dụ bây giờ hỏi Thảo là Thảo thích ăn sáng bằng bún bò hay bún riêu? Chọn đi xôi hay bún riêu? Yeah. Thảo sẽ chọn, ví dụ sáng nay Thảo sẽ chọn ăn, nếu mà giờ chỉ có hai món hiện ra đó là xôi hoặc bún riêu, Thảo sẽ chọn gì? Bún riêu. Vì sao vậy? Thích ăn bún riêu. Thảo có cần phải có evidence, phải có reasoning cho chuyện đó không? Hay là Thảo sẽ dựa vào cái feelings, kiểu cái cảm xúc của Thảo? Thì mình cũng có một khái niệm khác, đó là từ cái đúng hay đúng không? Nghĩa là mình đưa ra một quyết định không chỉ lúc nào, không phải lúc nào quyết định của mình cũng được đưa ra bằng tư duy theo kiểu là có logic, lập luận và bằng chứng. Mà nó sẽ có một hệ thống khác. Có một cái hệ thống khác. Này, mình phải có một cuốn sách khác nữa. Đó là thinking fast and slow. Đó là tư duy nhanh và chậm, để nói rằng là mỗi người chúng ta luôn luôn có hai hệ thống tư duy tồn tại song song. Một thứ đó là đã được trui rèn qua bao nhiêu năm tháng chúng ta sinh sống như cõi đời này. Để chỉ trong vòng khoảng 3 giây bạn tiếp xúc một thứ gì đó thì bạn có thể đưa ra lập tức trực giác của bạn về vấn đề đó. Nó sẽ giúp bạn xử lý hầu như mọi thứ quyết định xảy ra hàng ngày của bạn. Nó đều đến từ intuition, là trực giác bạn mách bảo làm chuyện đó. Tôi khát, tôi đứng lên tôi uống nước. Tôi không cần phải suy nghĩ rằng việc tôi đang khát trong cổ có nghĩa là tôi đang thiếu nước, và việc tôi thiếu nước này tôi phải bù nước bằng cách cầm một ly nước lên uống, và sáng hôm nay tôi uống bao nhiêu nước. Nó sẽ là bị overthinking ở chuyện đó. Thì hầu hết trong đời sống hàng ngày, những thứ mà mang tính chất là tự nhiên, phản xạ nhanh như vậy thì hệ thống liên quan đến intuition, cái trực giác của mình sẽ là lời giải đáp cho tất cả những thứ đó. Nhưng nếu khi chúng ta cần giải quyết những vấn đề phức tạp hơn, complex, complicated, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến hệ thống thứ hai. Đó là hệ thống reasoning và critical thinking của chúng ta. Nó sẽ là tư duy chậm. Bạn sẽ cần phải thu thập đầy đủ các bằng chứng và dữ liệu. Bạn sẽ cần phải lắp ghép nó lại và phân tích nó để tạo thành một bức tranh toàn cảnh. Để từ đó bạn xác định xem là tôi nên hành xử như thế nào trong bối cảnh đó. Giả dụ, nếu như mình ra một trường hợp đó là các bạn vừa mới thi đại học xong, các bạn vừa mới học xong, các bạn chuẩn bị chỉnh sửa nguyện vọng. Tôi có nên chỉnh sửa nguyện vọng của tôi hay không? Câu hỏi đó không thể trả lời bằng chỉ feeling được, em cảm thấy là em cần sửa. Mà bạn sẽ cần phải ghi ra rất rõ là nếu như bạn lựa chọn này thì có những hậu quả gì, nếu bạn lựa chọn kia thì có những hậu quả gì. Bạn cần đo đong đếm nó bằng các bằng chứng được rõ ràng. Lúc đó bạn đã sử dụng đến critical thinking để bạn xử lý và đưa ra cái kết luận sau cùng của bạn. Nhưng mà bên cạnh đó em nghĩ là tại vì mình là con người á, nên là ngoài cái thinking ra mình sẽ còn có feelings nữa. Và thực ra là hai cái đó nó không cần phải conflict, không cần phải là hai foes. They can be friends, not foes. Trong cái quá trình đưa ra quyết định của mình. Thực ra thì cái mà mình gọi là feelings hay thinking là do mình đang phân tách nó ra thôi. Chứ còn ví dụ như là nếu bạn coi con người là một chỉnh thể đi, thì việc bạn feel và việc bạn think nó simultaneously happens. Nó đang đồng thời xảy ra mà. Quá trình mình dịch chuyển từ việc mình feel sang mình think nó không rạch ròi như chuyện là ly cà phê với ly sữa. Mà nó sẽ giống ly cà phê sữa, sau khi nó trộn lại bạn sẽ thấy có một chút cà phê trong đó, một chút sữa trong đó. Nếu bạn muốn thinking rõ hơn thì bạn sẽ cà phê nhiều hơn. Còn nếu bạn muốn feeling nhiều hơn thì bạn cho sữa nhiều hơn. Nhưng mà như vậy thì nó tùy thuộc vào cái thực tế của bạn. Còn việc bạn phân tách ra, bạn chỉ làm cho nó rõ ràng hơn thôi. Để nó tránh rơi vào chuyện như là bạn quá cảm xúc, bạn too sensitive. Hay là bạn quá lý trí, bạn too sensible, bạn too rational. Thì cả hai cực đoan này, cả hai cái đầu cực đoan này thì nó sẽ không, tạm gọi là không ổn lắm khi bạn đưa ra quyết định của bạn. Vì nếu như bạn không đủ sensitive trong một vấn đề nào đó thì quyết định lý trí của bạn có thể làm tổn thương những người mà bạn không muốn tổn thương. Hoặc ngược lại, đó là khi mà bạn trong tình huống bạn phải rất rational nhưng bạn rất là sensitive, thì bản thân bạn cũng tiếp tục làm tổn thương người đó một cách khác. Hoặc là bạn tổn hại chính cơ hội của bạn và chính những thứ về mối quan hệ, hoặc là về tiền đồ, hoặc là sự nghiệp, hoặc là ngay chính việc học của bạn, nếu bạn không đủ tỉnh táo, rational trong những thời điểm cần rational. Dạ.
Ok, nên là có một cái điểm trong bài viết của anh em thấy rất là thích, đó là đừng có thần thánh hóa bất kỳ lý thuyết tư duy nào hết. Tư duy phản biện hay là critical thinking thì nó cũng chỉ là một hệ thống, một cái theory. Mình đồng ý ở chuyện đó là không nên thần hóa, tuyệt đối hóa cái gì hết về mặt tư duy. Nhưng mà mình sẽ bổ sung thêm đó là chúng ta cần phải biết khi nào và vì sao dùng cái gì. Giả dụ như mình đang áp dụng trong một công việc, nó là professional work, nó là một cái công việc chuyên nghiệp mình làm. Trong công việc của bạn, trong sự nghiệp nghiên cứu của bạn, trong việc học hành, thì chắc chắn cái critical thinking nó sẽ cần nhiều. Vì bạn sẽ cần phải thuyết phục những người khác bằng luận chứng, luận điểm và bằng cớ. Chứ bạn không thể nói là I feel that. Nhưng nếu như bạn đang là cảm xúc, bạn đang là tiểu thuyết, bạn đọc sách văn chương, bạn làm nghệ thuật, bạn thưởng thức nghệ thuật, thì bạn sẽ không thể nói lúc nào cũng sẽ là lý trí, mà nó sẽ được trau dồi bằng cái bản năng tự nhiên. Không chỉ bản năng đâu ha, mà là một nhận thức về mặt nghệ thuật, và nó không chỉ đơn thuần là một cách lý tính nữa. Thì nó phải tùy vào thời điểm nào, tình huống nào ta nên áp dụng cái gì. Cái này để trả lời câu hỏi này thì nó sẽ không phải là ngay lập tức biết được đâu. Thậm chí là khi mình học rất nhiều hoặc mình đọc rất nhiều, áp dụng rất nhiều, thì mình cũng sẽ phải rất băn khoăn khi lựa chọn cái gì nên làm ở thời điểm này. Nãy giờ mình đang associate, mình đang kết nối cái khái niệm critical thinking rất nhiều với lại lý tính, đúng không? Như vậy thì, nhưng mà nó có thực sự là hoàn toàn về lý tính không? Tại vì trong bài của anh có ghi là sẽ cần phải có empathy, phải đặt mình vào cái cảm xúc của người khác trước khi mà mình nhận. Thực ra xuất phát điểm từ đầu tiên khi mà người ta trao đổi, nó thường là cảm xúc nhiều hơn. Các quay mình trở lại câu chuyện của thực thành Athens. Thời điểm đó thì mình không biết chính xác, thì mình không phải là ở thời điểm đó, đúng không? Nhưng mà đọc từ những tác phẩm đó thì mình hình dung ra là ở xã hội đó thì mình sẽ rất là lắng nghe những người khác đang thuyết phục người khác. Và một trong các thuyết phục người khác đó là làm sao đánh được vào cảm xúc và tinh thần của họ, trước bên cạnh việc đưa vào lý trí của họ. Cho nên là bản thân khi mà họ gọi tên cái philosopher, nó cũng rất khác với một philist. Đó là người sẽ là dùng những cái trí tuệ, những cái wise, những cái trí tuệ của mình, những cái wisdom của mình để khiến người khác tin vào lời của mình, thay vì dựa vào những bằng chứng và sự thật. Nó khác với philosopher là những love with wisdom, là những người yêu mến, là người có tình yêu mãnh liệt đối với cái gọi là chân lý. Nãy giờ thì mình đang associate critical thinking với phần lý trí của mình, nhưng mà trong bài viết của anh cũng có nhắc đến một khái niệm là charitable translation, là mình sẽ cần phải đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ. Mà cái đó thì lại còn nhiều cảm xúc. Anh có nghĩ là thực sự là critical thinking nó có conflict với lại cái feeling hoặc là empathy không? Nếu mình nhìn một lát cắt đó là vì sao critical thinking lại có charitable translation thì nó sẽ khó lý giải. Nếu mình nhìn một quá trình, đó là từ thời điểm khi người ta bắt đầu hình dung ra cái chữ tư duy phản biện và quá trình người ta thực hành nó xuyên suốt từ thời kỳ của Aristotle đến tận thời điểm mà của John Dewey, mình đều nói rất nhiều về chuyện là critical thinking về mặt reasoning. Dẫn đến chuyện đó là người ta quá đề cao về mặt rational. Và lúc đó critical thinking nó gần giống như một kiểu là tôi đi tìm lỗi sai trong lập luận, hoặc là có một vấn đề xảy ra trong bằng chứng của họ để tôi phản bác và tôi đánh giá một thứ là đúng là sai. Nếu như mình khái niệm hè mình đọc trong từ điển Oxford là Cambridge, đó là the process of analyzing information so that you can judge something is wrong or right, hoặc là something is true or false. Một thứ gì đó đúng hoặc là sai. Nhưng mà nó bỏ quên mất là bản thân trước khi mình có thể đánh giá chuyện đó thì mình đang phải nghe một luận điểm hoặc một ý tưởng của một người. Và có chắc gì là lúc mình nghe luận điểm hoặc ý tưởng của một người đó là mình đã hiểu đúng như thứ mà họ muốn trao đổi. Bắt ngược lại xa hơn nữa, đó là khi một người phát biểu quan điểm của họ, chắc gì lời nói và cái thứ họ nói ra đã phản ánh đúng chính xác thứ mà họ thực sự muốn suy nghĩ. Đây là lý do vì sao mà khái niệm về charitable translation được ra đời. Đó là Nigel Warburton. Thì ông ta đưa ra khái niệm về charitable translation, đó là bạn hãy khi mà thực hành cái gọi là tư duy phản biện hoặc là lắng nghe hoặc tư duy á, bạn hãy thực hành một thứ, đó là bạn hãy cố gắng hiểu xem thứ họ đang phát biểu ra như đúng là thứ họ mong muốn phát biểu. Nghe phức tạp quá hả? Thứ họ muốn phát biểu là thứ trong đầu của họ. Cái họ nói ra là ngôn ngữ họ nói ra nè. Khi mình tiếp nhận, mình chỉ nhận được cái ngôn ngữ họ nói ra thôi. Nhưng mà charitable translation sẽ đòi hỏi bạn, đó là đặt chân của bạn vào gót giày của họ, đặt bạn vào hoàn cảnh của họ để xem là thứ họ nói ra như vậy thực chất là phản ánh cái niềm tin của họ là gì. Bạn có dịch, bạn có thấu hiểu được cái chuyện đó hay không trước khi bạn phản bác nó. Giống như bây giờ có một ví dụ rất cụ thể khi mà cũng Woberman đã nói về chuyện đó, đó là ví dụ về chuyện là bảo vệ động vật. Chẳng hạn một số người nói là cần phải có bảo vệ, cần phải có quyền bình đẳng cho động vật. Khi mình nói là animal right, tất cả mọi loài vật đều bình đẳng. Như vậy thì bạn hoàn toàn có thể critical bằng cách phản biện bằng cách, ủa nếu mà bình đẳng thì bây giờ chúng ta cũng cho loài vật bình đẳng với loài người, bây giờ cho loài người có bỏ phiếu thì loài vật cũng đi bỏ phiếu hả? Is it
is it cái đó đó có phải là bình đẳng theo cách nhìn là bình đẳng của loài vật không, hay là chúng ta nên nhìn sâu vào trong phát biểu của một người khi nói là các loài vật cũng cần được sự bình đẳng, đó là chuyện đó là có những loài vật được bảo vệ nhiều hơn những loài vật khác. Và như vậy việc bảo vệ bình đẳng có nghĩa là chúng ta nên xem xét đến việc là mọi loài động vật đều đáng được trân trọng như nhau và có một quyền bảo vệ trước sự tuyệt chủng như nhau hay không. Hay là mình đang đòi quyền bình đẳng giữa động vật và loài người hay tách riêng chuyện đó. Vậy thì thực sự mình sẽ cần phải thấu hiểu xem là thông điệp mà người nói đang nói ra đó, họ thực sự họ muốn nghĩ gì. Còn nếu chúng ta chỉ chăm chăm về mặt logic, lập luận, về mặt hình thức á, thì rất dễ dẫn đến chuyện là tôi chỉ tìm cách bẻ gãy luật lý của người đối diện mà tôi không nghĩ đến thực sự là cuộc đối thoại giữa tôi và anh ấy, của chị ấy và tôi, nó đang dẫn dắt đến một sự hiểu biết chung nào, hoặc dẫn đến một nhận thức mới nào hay không. Mà nó chỉ đơn thuần là cuộc đấu đá về việc bẻ gãy nhận thức, xin lỗi, về bẻ gãy nhận thức mà bẻ gãy luận điểm, hoặc là chỉ trích về quan điểm, hoặc là bẻ gãy lỗi lập luận, hoặc là chỉ ra những bằng chứng không phù hợp. Còn nếu mình thực hành the charitable translation thì mình không chỉ bẻ gãy nó, mà mình phải hình dung là tôi bẻ gãy để tôi đang construct. Đúng rồi. Là tôi chỉ ra lỗi sai lập luận để tôi tiếp tục xây dựng nó thành một cành hoàn thiện hơn, để cho cuộc đối thoại đã dẫn đến một cái mới, hoặc là một thứ vững chắc về mặt lý luận, không phải lý luận nữa, một thứ vững chắc và tốt đẹp hơn về mặt kiến thức, để cho cả người nói và người nghe đó đến được một mục tiêu gì. Nên là một người giáo viên, thực ra em cũng rất là muốn tìm hiểu về critical thinking để có thể giúp cho học sinh của em, nhưng mà khi nghĩ rất nhiều về cái end goal của nó là gì á, thì cho đến bài của anh Thông thì em mới vỡ ra một điều là ok, chúng ta đang thực hành critical thinking thứ nhất là để cho mình trở thành một người độc lập hơn. Đúng rồi. Để mình không bị dẫn dắt. Số phát điểm của nó đó là be independent thinker, trở thành một người tư duy độc lập. Có nghĩa là bất kỳ một thứ gì xảy ra đến thì tôi đều có thể bình tâm và tôi nhìn nhận nó, tôi kiến giải nó, tôi tìm bằng chứng của nó để tôi đưa ra một luận điểm của tôi về vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng rất là thích cái ý thứ hai anh add vào, đó là charitable translation, nghĩa là mình sẽ phải lắng nghe, nó không chỉ là về thinking đúng không, nó là about reading, listening, lắng nghe và đặt mình vào tâm thế của người khác. At the end of the day thì khi mình trao đổi ý kiến với nhau, có phải là mình để bác bỏ nhau hay là mình đúng rồi nhau không, hay là mình đang tìm cách để cùng hướng tới một thứ, tạo ra một kiến tạo, một thứ gì đó mới và bổ ích và có ích cho cả người nói và người nghe ở thời điểm đó. Ok, thêm một vấn đề nữa, tại vì talk show của mình là về ngôn ngữ và tư duy. Nên là vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về vai trò của critical thinking trong việc học ngôn ngữ, hoặc là vai trò của ngôn ngữ đối với critical thinking? Mình sẽ nói về sau trước nha, đó là ngôn ngữ đối với critical thinking. Tại vì thinking nó nằm trong đầu các bạn, người ta không thấy được suy nghĩ trong đầu của bạn. Bản thân bạn cũng sẽ rất ít nếu chưa luyện tập để có thể thấy được suy nghĩ trong đầu của mình. Mình sẽ phải hình dung hóa, mình sẽ phải viết suy nghĩ đó ra. Cho nên thực ra cái mà mình gọi là ngôn ngữ, cái language, cách thức mà mình trao đổi với nhau á, nó là hình thức biểu hiện của tư duy bên trong não của bạn. Một cách cực đoan nào đó thì ngôn ngữ chính là vỏ bên ngoài của tư duy. Thì nếu mà mình muốn thực hành tốt về mặt tư duy thì song song kéo theo mình phải có đủ ngôn ngữ để diễn đạt tư duy đó ra. Ok. Thật ra đi đến cực đoan hơn thì thậm chí có một giáo sư hình như đặt ra anh cũng đã share một cái chia sẻ chung với giáo viên SP đúng không? Của Jordan Peterson, Đại học Toronto, là the best way to learn critical thinking is through writing. Đó là một khái niệm khá là cực đoan đúng không? Nhưng mà mình cũng rất đồng ý một phần là nó quan điểm đó, ở chỗ đó là chỉ khi bạn viết bạn sẽ giật mình vì chuyện là bạn nó có ngồi kế bên như cô Thảo ngồi kế bên mình bây giờ đâu, cô Thảo không biết gì, hoặc là thắc mắc chỗ nào, hoặc là cảm thấy bị phân vân chỗ nào thì mình có thể nhảy vào mình giải thích. Đúng rồi. Nhưng khi bạn viết cho một người khác đọc thì bản thân tác phẩm đó, xin lỗi, bản thân cái bài viết đó đã hoàn thiện trước khi nó tới tay của người đọc, dẫn đến bạn sẽ phải lựa chọn, bạn sắp đặt, bạn kiến giải tất cả mọi thứ có thể xuất phát, rồi nó có thể phát sinh trong quá trình đọc của người đọc, và bạn giải quyết hết trọn vẹn nó trong bài viết của bạn trước khi bạn có thể đưa cho người khác đọc. Thì việc thực hành critical thinking sẽ rất rõ. Rồi như vậy trở về với thứ nhất thì sao? Liệu critical thinking có ảnh hưởng gì đến việc diễn tả ngôn ngữ hoặc là học ngôn ngữ của bạn không? Có chứ, thực ra thì quay ngược trở lại, đây cũng là một bài đọc mình đã có cho các bạn ở lớp advanced writing. Đó là mình sẽ quay lại xa một tí xíu, nó không chỉ đơn thuần là critical thinking là quá trình bạn đánh giá information nữa, mà là một nhánh trong đó thôi, đó là cái logical thinking, hoặc là cái logic, cách nhìn nhận thế giới quan của các ngôn ngữ khác nhau. Không phải dân tộc nào, không phải ngôn ngữ nào nó có cùng một cách tư duy trừu tượng, một cách tư duy như nhau. Điển hình nhất đó là về mặt ngôn ngữ khi mình đọc á, thì nếu các bạn có học về rhetoric, contrastive rhetoric, những thứ về ngôn ngữ nghiên cứu và ngôn ngữ đối chiếu á, thì bạn sẽ thấy đó là những ngôn ngữ khác nhau thì các văn bản của nó cũng sẽ có hình thức logic khác nhau,
không đồng nhất với nhau. Hay mình thấy một trong những hình mô hình cực đoan nhất, một định sản phẩm không phải cực đoan lắm nhưng mà dạ, nhưng cũng là nền tảng đầu tiên. Đúng rồi, đó là một cái mình hình như mình cũng nói một lần trong đợt mình chia sẻ chung với Hannah. Để mình tìm lại cái clip đó. Nó nói về chuyện linearity hoặc là tư duy tuyến tính á, mô hình của Kaplan về các dạng logic ẩn đằng sau của mỗi dạng văn bản của các ngôn ngữ khác nhau. Khi ông nói rằng là tiếng Anh hoặc English language thì nó thiên về tư duy tuyến tính như là một đường thẳng. Còn các ngôn ngữ phương Đông, Eastern language, Oriental language thì nó sẽ là một đường vòng tròn xoáy sau một chủ đề nào đó. Hoặc thậm chí ví dụ như của một số ngôn ngữ khác là hình sắc, hoặc có thể là hình giật lùi không có khoảng cách thì có rất nhiều mô hình pattern of logic đằng sau một ngôn ngữ đó. Và nếu bạn nói muốn nói được ngôn ngữ đó như những người sử dụng ngôn ngữ đó nói hoặc viết như họ thì bạn sẽ cần phải thấu hiểu được cái pattern of logic đằng sau mỗi dạng ngôn ngữ này. Cho nên khi bạn viết tiếng Việt, bạn sẽ có logic của tiếng Việt để bạn viết. Nhưng khi bạn chuyển sang tập viết tiếng Anh, bạn sẽ làm quen, bạn phải nhận ra và bạn phải thực hành theo logic của tiếng Anh bạn viết. Lúc đó thì văn bản tiếng Anh bạn viết ra nó mới sounds like English. Dạ, đúng rồi. Cho nên là cũng bị ảnh hưởng bởi cái cultural thought pattern, mặc dù again nó vẫn rất là debatable, vẫn gây tranh cãi. Nhưng mà cũng có một số nghiên cứu trên dựa trên cái mô hình này chỉ ra là ngay cả khi mà mình viết đúng hết chính tả ngữ pháp thì cái văn bản của một người không phải là người bản ngữ nghe nó vẫn rất khác và rất kỳ. Thực ra có một cách để bạn cảm nhận ngay lập tức là bạn cứ đi ra ngoài nhà sách kiếm một cuốn sách nào dịch từ tiếng Anh. Sau đó bạn đọc bản dịch tiếng Việt đó, bạn sẽ thấy hình như cuốn tiếng Việt này không phải là tiếng Việt. Nếu như người dịch đó mà là không chọn lọc từ ngữ thuần Việt hoặc là cách hành văn thuần Việt để viết mà bám sát theo cấu trúc câu và cách viết của văn bản tiếng Anh thì bạn sẽ thấy một ngôn ngữ mặc dù cũng là tiếng Việt, bạn đọc đến đâu bạn thấy là chữ Việt tới đó đó. Nhưng bạn vẫn thấy rất xa lạ với thứ tiếng Việt hàng ngày bạn nói hoặc là thứ Việt hàng ngày bạn đọc là người Việt viết. Thì được tương tự thôi, đó là khi người Việt Nam viết tiếng Anh và người Anh người ta đọc họ cũng thấy đây cũng là có chữ tiếng Anh đó, English words and grammar, nhưng mà it doesn't sound English. Yeah, doesn't sound native. Ui, mấy bạn advanced writing học mấy cái hay ho ha. Cũng khó lắm, nó chỉ touch, nó touch point đó thôi, chứ còn thực ra để học được cái này thì nó là hành trình rất dài các bạn. Và một trong những cách để bạn có thể nhận ra được và tiếp thu được cái logic pattern of rhetoric, cái ẩn đằng sau của mỗi ngôn ngữ đó là bạn sẽ phải đọc thật nhiều, bạn phải expose, bạn phải tiếp nhận, xin lỗi, bạn phải đưa mình vào một môi trường, bạn nhúng mình vào trong các văn bản theo nghĩa bóng, có nghĩa là bạn phải đọc rất nhiều các văn bản của ngôn ngữ đó, bạn nghe rất nhiều các nội dung của ngôn ngữ đó thì bạn mới dần dần thấm được cái logic này. Giống như tiếng Việt của bạn mà khi một người nước ngoài họ nói tiếng Việt bạn thấy it doesn't sound right, nó không phải là tiếng Việt, thì thực ra đó là cái hệ thống thứ nhất của bạn đó, intuition, bạn tích lũy qua rất nhiều giai đoạn experience rồi thì bạn mới nói được chuyện đó. Tiếng Anh cũng vậy, còn nếu như bạn tiếp xúc bắt đầu bằng việc logic trước thì có thể nó sẽ giúp bạn kiến giải ngay lập tức, nhưng không phải ngay lập tức bạn thực hành được nó. Hiểu được một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Nhưng mà em nghĩ cũng một điều rất là hay là anh đã có thể chỉ ra được cái điều đó cho các bạn học writing ở lớp Advanced Writing. Em nghĩ là mình nên mở thêm một lớp về Critical Thinking nữa để bổ trợ. Chắc là nên làm workshop thôi hả? Mấy hôm nay thì thực ra là SP mình cũng mời một số anh chị đến làm về workshop. Thì cũng có thể là trong tương lai mình sẽ làm một workshop về Critical Thinking và Sharing. Bạn hãy comment thử cho tụi mình nếu như mà bạn muốn cái workshop đó thành hiện thực nha, để xem nhu cầu của để xem là nếu như có nhiều bạn đồng tình thì tụi mình sẽ gấp rút chuẩn bị để mở liền một cái workshop về Critical Thinking cho mọi người. Mà thêm một chuyện nữa là các bạn sẽ muốn tụi mình tám gì tiếp về SP Talk. Nhờ các bạn hãy comment các ý tưởng để cho tụi mình có thể chọn lọc và chuẩn bị nội dung tốt hơn cho các SP Talk số sau nha. Đến đây thì chắc là thời gian cũng đã hết rồi, lúc nào thời gian cũng trôi qua rất là nhanh và còn rất là nhiều điều để nói. Chắc là hẹn mọi người ở số sau, mình sẽ tiếp tục bắt anh Thông chia sẻ về các chương trình hay ho mà anh Thông tham gia, đặc biệt là cái chương trình IVLP. Ok, thật là khó đọc đúng không? 8 năm rồi, các bạn cũng rất bất ngờ tôi biết chương trình đó, nhưng mình sẽ kể về chương trình đó vào sau nhé. Dạ, ok, cảm ơn anh Thông, chào mọi người, bye bye.